Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h. Thưa các bạn, khi nhiễm độc gan hay là nóng gan thì cơ thể chúng ta có các dấu hiệu như là nổi mụn nhọt, mề đay, da sạm đi và thậm chí là có nguy cơ mắc viêm gan, xơ gan. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ bật mí tới các bạn một trong những giải pháp giải độc gan vô cùng hiệu quả được rất nhiều người sử dụng trên thị trường hiện nay. Đó là sử dụng sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc. Nước bổ gan 365 thì vốn được coi như là một sản phẩm bảo vệ lá gan của bạn trong suốt 365 ngày. Sản phẩm này thì có thể là dùng tốt cho mọi đối tượng, đặc biệt là đối với những người thường xuyên uống rượu bia, người có tính chất công việc thường xuyên giao tiếp uống rượu bia. Không chỉ có tác dụng giải độc gan, giải độc cơ thể, nước bổ gan giải rượu 365 còn giúp bảo vệ sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa và giúp chúng ta có một làn da sáng đẹp hơn. Đối với những người thường xuyên sử dụng rượu bia và tiếp xúc với các chất có cồn thì chắc chắn lá gan sẽ bị nhiễm độc ít nhiều, và thường thì không mấy ai lại để ý tới những dấu hiệu ban đầu của việc nhiễm độc gan. Sử dụng nước bổ gan 365 để giải độc gan là một trong những phương pháp được nhiều người ưa chuộng sử dụng, bởi nó không chỉ là an toàn hiệu quả mà khi sử dụng sản phẩm này còn cho những kết quả vô cùng bất ngờ đối với cơ thể, như là Kiều Anh vừa nói là giúp da của chúng ta sáng mịn hơn, tăng cường khả năng miễn dịch. Nhiều khách hàng của Korea Shop 24h khi sử dụng sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc này thì đều công nhận rằng chỉ sau 1 cho đến là 2 tuần sử dụng thì các vấn đề về gan của họ được cải thiện, cũng như là việc là cơ thể của họ không còn bị nóng trong nữa. Các vấn đề về da như là mụn nhọt, mề đay thì cũng dần biến mất. Với sản phẩm này thì được thiết kế nhỏ gọn tiện lợi, thế nên là các bạn có thể là mang đi bất cứ đâu và sử dụng bất cứ khi nào. Ngoài ra với chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên, với thành phần chính là từ cây nho khô phương Đông, thế nên là trong quá trình sử dụng các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm, bởi nó sẽ không mang đến bất cứ tác dụng phụ đáng có nào cho cơ thể cả. Ngoài ra thì với sản phẩm này mỗi ngày chúng ta sẽ dùng từ 1 cho đến là 2 gói, mỗi lần một gói nước bổ gan Hàn Quốc như thế này. Ngoài ra với trẻ em dưới 15 tuổi thì chúng ta sẽ uống một nửa gói. Các bạn cũng nên nhớ rằng chúng ta nên lắc đều trước khi uống và có thể bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để khi sử dụng có thể là thơm ngon hơn. Khi sử dụng sản phẩm nước bổ gan 365 thì các bạn có thể là yên tâm bởi nó không chỉ là hỗ trợ giải độc gan cho bạn, mà sau một thời gian sử dụng bạn sẽ cảm thấy là rằng là làn da của mình sáng hơn, các vấn đề về cơ thể của mình được cải thiện cũng như là hệ miễn dịch của mình được tăng cường tốt hơn. Và với những công dụng tuyệt vời như vậy thì chắc chắn rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang đến sức khỏe tốt nhất cho lá gan của bạn cũng như là cho người thân trong gia đình thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc này ở đâu thì hãy ngay lập tức liên hệ với hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc. Hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24h tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Korea Shop 24h với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!